Rõ ràng là kính chỉnh điện một chạm lên làm rất dễ mà cùng một công. Thế mà anh CX-5 lại chỉ có tự động cho ghế lái thôi. Rất nhiều xe cơ, rất nhiều xe chỉ tự động ghế lái, còn các ghế sau là cứ phải giữ. Rất mệt mỏi. Thì Outlander này lại có tự động một chạm cho cả bốn ghế. Chứ ai đời lại ghế lái thì được ưu tiên, còn các ghế khác thì hắt hủi. Nghe nó làm sao, đúng không? Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại tiếp tục với chuyên mục chọn xe nào. Trong tầm tiền trên dưới 1 tỷ, cụ thể là dưới 1 tỷ đi, hai chiếc xe này đang được bán với mức giá 950 triệu, chúng ta sẽ chọn xe nào? Khó đấy chứ nhỉ? Cả hai chiếc xe đều đến từ danh tiếng, thương hiệu danh tiếng của Nhật. Cả hai chiếc xe đều rất thực dụng, động cơ tiết kiệm hay, lái cũng hay và cũng đẹp, đang rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, chiếc xe này đang có doanh số tốt hơn, trẻ trung hơn. Vậy nó có thực sự tốt hơn chiếc xe này hay không thì hôm nay chúng ta sẽ cùng so sánh nhẹ nhẹ. Tất nhiên về quan điểm thì về độ đẹp mỗi người mỗi sở thích, cái này thì các bạn tự chấm điểm. Và hôm nay chúng tôi sẽ so sánh xem là xe này có gì và hơn nhau ở điểm nào theo cái cảm nhận và trải nghiệm của chúng tôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ nói về tổng thể chiếc xe khi mà đi quanh hai chiếc xe này. Thì hai chiếc xe này chúng ta sẽ nhận thấy rằng Outlander là một chiếc xe có kích thước rộng hơn. Chính vì thế mà nó đã bố trí thêm được hai ghế ngồi phía sau, bổ sung thêm được hai chỗ ngồi. Tất nhiên với chiều cao của tôi thì tôi sẽ không xung phong ngồi hai ghế sau đâu. Nhưng với một số gia đình có thể là trẻ nhỏ hoặc ông bà, hoặc thậm chí là cần trong những tình huống chữa cháy thì rõ ràng cái đấy nó sẽ hợp lý hơn. Chính vì thế kích thước dài hơn là một điểm cộng cho chiếc Outlander. Một điểm tiếp theo nữa chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có bán kính vòng tròn quay đầu. Ô, nghe sai sai, con này bán kính vòng tròn quay đầu lại ngắn hơn con này. Kích thước dài hơn nhưng thực tế thì cái trục cơ sở nó lại ngắn hơn, cho nên bán kính vòng tròn quay đầu nó sẽ gọn gàng hơn. Chính vì thế mà con này nó lại có cái trục cơ sở dài hơn. Trục cơ sở dài hơn thì nó có điểm này, nó có điểm kia, nhưng không biết là có nên cộng điểm ở trong cái khoản này không. Bởi vì chúng ta sẽ, theo logic chúng ta sẽ có một cái khoang nội thất rộng rãi hơn. Nhưng chiếc xe này lại chỉ có 5 chỗ thôi. Đó, nhưng về mặt con số nhiều hơn, vẫn phải được cộng một điểm. Một điểm cho CX-5. Tiếp theo chúng ta sẽ có gì? Mặc dù là kích thước to hơn nhưng về trọng lượng, về trọng lượng thì chiếc xe này lại nhẹ hơn một chút. Đó, thế cho nên là chúng ta lại phải cộng thêm một điểm cho chiếc xe này. Cái trọng lượng này rất quan trọng, bởi vì khi mà chở đông người rồi các thứ thì rõ ràng nhẹ hơn thì tiết kiệm nhiên liệu hơn, phải không ạ? Thì lát nữa cái phần tiết kiệm nhiên liệu như thế nào chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tiếp. Còn riêng về phần cân nặng, chiếc xe này sẽ được cộng thêm một điểm. Phần tiếp theo có lẽ chúng ta sẽ đến những trang bị ở gương mặt. Ở gương mặt cả hai chiếc xe này với tôi đều rất đẹp. Để mà nói chọn xe nào ở thời điểm này với tôi nó hơi khó khăn. Mặc dù tôi là người rất thích CX-5 từ trước đến giờ. Thực sự là trẻ và cá tính, những cái đường nét nó rất sắc sảo. Nhưng mà phải nói rằng cái chiếc Outlander này không kém phần gọi là tinh tươm. Khi mà gương mặt với cái ngôn ngữ Dynamic Shield cũng rất ấn tượng. Và nó đem đến cái sự an toàn lâu bền. Còn chiếc xe này thì lại trẻ trung, phong khoáng. Đấy, thôi cái này thì hơi miên man một chút nhưng mà mọi người tự chọn nhé. Chiếc xe này thì chúng ta sẽ có đèn projector, những hai projector và LED. Con này có mỗi một projector và LED thôi. Nhưng mà tính mà cộng điểm như thế thì nó không hợp lý, đúng không? Tôi thấy là không hợp lý. Hai con này đều LED, đều projector như nhau. Nhưng con này có một điểm cộng là có cái rửa đèn. Ồ, cái này hay đấy chứ. Một chiếc xe mà nếu như chúng ta đi vào trời mưa mà đi đường trường, đường xa mà bị bẩn đèn thì có cái rửa đèn này rất đáng cộng một điểm. Đặc biệt là vào buổi tối mà đèn mà mờ thì không nhìn thấy gì đâu. Cộng một điểm. Tuy nhiên chiếc xe này nó lại có công nghệ. Con đèn pha này nó lại mắt nó đảo đi đảo lại, đảo đi đảo lại được. Có nghĩa là khi đánh lái nó lại liếc. Đấy, thì cũng có thể nên cộng một điểm cho xe này. Nhưng con này cũng có cái đèn mở góc chiếu. Thì không biết có nên cộng hay không, nhưng về công nghệ thì con này hơn. Thôi có lẽ là nên cộng một điểm cho CX-5 nhỉ. Còn về công năng thì hai xe là đều như nhau. Chính ra ấy, nhiều người nói với tôi rằng ấy, cái liếc này này nó cũng hay,
nhưng mà nó sẽ bị chậm, nó sẽ có cái độ trễ và cái motor nó sẽ nhanh hỏng. Cái này thì tôi cũng chưa trải nghiệm. Cái này là chính một anh ở BMW nói cho tôi biết. Bởi vì sao? Bởi vì BMW ấy, họ cũng dùng công nghệ là đèn mở góc chiếu chứ không phải là liếc. Đó, khi mở góc chiếu ấy, thì chỉ cần sáng thôi, không cần phải liếc thì cái tốc độ nó sẽ rất là nhanh. Đó, thì đấy cũng là một cái hay. Nhìn về phần đằng trước thì chúng ta sẽ thấy một trang bị nho nhỏ nữa mà tôi xin phép liệt kê luôn, đó là cái Gamma 60 đặt ngay đây. Và CX-5 không có, chính vì thế mà sẽ cộng một điểm cho chiếc xe này về trang bị Gamma 60. Bước sang phần thân xe thì có lẽ chúng ta sẽ cộng điểm tương đối cho Mazda. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn có bộ mâm 19 inch, mâm to hơn thì đẹp hơn, rồi nhiều thứ hơn, đúng không? Tất nhiên mâm to thì đi kèm với độ ồn, thì lát nữa chúng ta sẽ thử xem nó có ồn hay không. Nhưng mà vẫn phải cộng một điểm về mâm. Tiếp theo là khoảng sáng gầm xe thì CX-5 cũng nhỉnh hơn so với chiếc xe Outlander này, cho nên lại thêm một điểm cộng nữa. Đấy cũng là một điểm rất hay. Tuy nhiên nhìn lại về phía bên Outlander thì chúng ta lại có cái gương chiếu hậu có sấy và có cảnh báo rẽ. Cho nên cái này rất hay nhá. Khi mà chúng ta đi trời mưa ấy, sắp tới là trời mưa rồi, mà có cái nút sấy thì nó, các bạn không phải thò ra để lau các thứ, nó nóng, nó làm sạch luôn. Thì đây là một điểm rất đáng cộng cho chiếc xe này. Một cái trang bị rất hay. Chúng ta sang phần đuôi xe. Đuôi xe chúng ta có cái cốp xe mở điện cho cả hai. Tuy nhiên CX-5 chính vì không có hàng ghế thứ ba, cho nên cái khoang chứa đồ sẽ rộng hơn. Một điểm cộng, đúng không? Mất điểm là hàng ghế thứ ba thì phải được cộng điểm này chứ. Đó. Còn một điểm nữa của CX-5 cũng rất là hay, đó chính là cái phần cảm biến phía sau có, Outlander cũng có, nhưng mà cảm biến phía trước thì Outlander lại không có, hơi phí. Tôi thì tôi thích là phải có hết cả trước cả sau thì hợp lý hơn. Thì Mazda CX-5 lại có. Một điểm nhỏ thế thôi nhưng chắc chắn là sẽ được một điểm cộng của tôi. Bước vào khoang nội thất, thường chúng ta sẽ không nói về độ đẹp, sở thích. Nhưng với tôi, riêng điểm này tôi phải nói, mặc dù là khẩu vị của mỗi người, nhưng mà tôi sẽ cộng một điểm cho CX-5. Tại sao lại như vậy? Mặc dù cái khoang nội thất của chiếc xe Outlander này rất trang nhã và cũng không kém phần gọi là đẹp mắt, tuy nhiên ở cái phần màn hình trung tâm thì tôi thấy vẫn hơi bảo thủ, hơi Nhật. Cho nên là thôi, cái này là khẩu vị của tôi nhé. Tôi xin phép cộng một điểm cho CX-5 bởi vì cái khu vực màn hình các thứ này tôi thấy nó đẹp hơn. Sở thích của tôi. Còn không biết các bạn thích thế nào thì các bạn có thể tự cộng điểm nhé. Tiếp theo, chiếc xe này có gì hơn, có gì kém so với CX-5? Chúng ta sẽ có lẫy chuyển số. Cái lẫy chuyển số này đẹp. Riêng CX-5 nhìn có vẻ rất thể thao nhưng lại không có cái lẫy chuyển số. Một điểm cho chiếc Outlander này. Ngon đấy chứ. Tiếp theo, chiếc xe này có sưởi ghế hai bên ghế luôn. Mặc dù là đi Sài Gòn, ví dụ miền Nam chẳng hạn, không ai dùng sưởi thừa. Nhưng mà miền Bắc chúng tôi ấy, mùa đông lạnh, lạnh lắm. Ngồi lên mà ấm lưng là cũng thích đấy, như kiểu là có người yêu ôm đằng sau ấy, cực kỳ thích luôn. Thì đây có lẽ là cũng đáng cộng một điểm cho chiếc Mitsubishi Outlander này. Thêm một điểm cho Outlander. Về cái màn hình này tôi vừa chê của chiếc Outlander. Tuy nhiên xét về mặt công năng thì nó lại hay nhá. Nó lại kết nối được Android Auto, kết nối được Apple CarPlay. Có thể là nó chỉ là một cái module vuông nhét vào thôi, nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm, nhưng mà về công năng thì lại ngon. Lại cộng thêm một điểm cho Outlander tiếp tục. Có một điểm mà chiếc Outlander này sẽ hơi thua so với chiếc Mazda CX-5, đó chính là rất nhiều những cái nút đen ở đây. Đó, đáng lẽ ra nếu bổ sung thêm option thì những cái nút này sẽ rất hay, rất nhiều tính năng. Nhưng chính vì xe bị lược bớt đi những cái trang bị ở nước ngoài, cho nên là những cái nút này nó không khả dụng và nó cứ đen thùi lụi ở đây. Mà CX-5 thì gần như chúng ta sẽ rất ít thấy cái điều đó. Thì cái này là cái rất hay. CX-5 đã được học được cái cách thiết kế theo của châu Âu. Còn Outlander thì vẫn đặc trưng của Nhật, cực kỳ Nhật luôn. Thì cái này, riêng cái này là phải cộng một điểm cho CX-5. Đó. Còn một cái nho nhỏ nữa mà tôi cũng rất bực mình là cái kính chỉnh điện. Rõ ràng là kính chỉnh điện một chạm lên làm rất dễ, mà cùng một công
chả mất cái gì ở cùng một con chip đấy, cùng một cái nút bấm đấy, cùng hệ thống điều khiển đấy, vân vân. Thế mà anh CX-5 lại chỉ có tự động cho ghế lái thôi. Rất nhiều xe cơ, rất nhiều xe chỉ tự động ghế lái, còn các ghế sau là cứ phải giữ. Rất mệt mỏi. Thì Outlander này lại có tự động, một chạm cho cả 4 ghế, 4 kính luôn. Thì cái này nó là tiện ích rất nhỏ thôi, nhưng mà phải công một điểm. Chứ ai đời lại ghế lái thì được ưu tiên, còn các ghế khác thì hắt hủi, nghe nó làm sao, đúng không? Đấy, đấy là một điều mà tôi thấy không thích và tôi góp ý cho các hãng xe nên, đấy, nên có cái này. Tiếp theo là về loa. Về loa thì cả hai xe tôi thấy cũng chỉ bình thường thôi, gọi là nghe được. Chứ cả hai loa đều, hai xe đều không hấp dẫn cho lắm. Nhưng xét về mặt số lượng thì chiếc CX-5 có 10 loa Bose thì sẽ nhiều hơn, cho nên là chúng ta sẽ cộng điểm về mặt số lượng cho CX-5. Còn về chất lượng thì có lẽ nếu mà tôi thì tôi sẽ về tôi lắp loa ngoài. Chứ còn Bose của Mazda thì đấy, các bạn tự cảm nhận nhé. Vậy thôi. Lại một điểm nho nhỏ nữa, mặc dù cũng không quá quan trọng nhưng vẫn phải liệt kê ra. Đó chính là Outlander, gương chiếu hậu bên trong chỉnh cơm. Còn CX-5 ngon hơn, chỉnh điện, một điểm cho CX-5. Về mặt an toàn thì chiếc Outlander này được trang bị 7 túi khí hơn so với chiếc CX-5 một túi khí, cộng một điểm cho Outlander. Và tất nhiên chưa có trường hợp nào mà chúng ta phát hiện là cả hai chiếc xe này không nổ túi khí cả. Cho nên là vẫn hợp lý, đúng không? Đấy, hơn túi khí ở đầu gối này này, an toàn đấy chứ nhỉ. Tiếp theo về mặt an toàn, chiếc xe Outlander này có cảnh báo điểm mù, chúng ta sẽ cộng một điểm cho Outlander. Về mặt cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi xe, cái này cũng là một cái rất hay, rất rất hay luôn. Khi chúng ta lùi mà không nhìn thấy mà xe lao ngang qua rất nguy hiểm, đúng không? Rất nhiều vụ như thế rồi. Thì chiếc xe này có cảnh báo, Outlander có cảnh báo, CX-5 không có, thì phải cộng một điểm cho Outlander về tính năng này. Tiếp theo là còn một cái nữa, đó là gần đây chúng ta hay gặp những cái tình huống là đạp nhầm chân ga rồi dồ ga các thứ đâm vào, rất là thương tâm, rất là thương tâm. Thì cái xe Outlander này lại có cái tính năng là kiểm soát cái chân ga, có nghĩa là chẳng may mà bạn mất kiểm soát gì đấy, bạn đạp vào chân ga một cách đột ngột mà xe nó hiểu là ồ, cái anh chủ xe này anh ấy đang mất kiểm soát, thì nó sẽ không tăng hết công suất lên, không dồ lên, mà nó sẽ từ từ thôi. Nhất là có cái chướng ngại vật đằng trước, nó sẽ không cho bạn đạp hết ga như thế. Như vậy là sẽ an toàn hơn. Mà CX-5 không có. Có lẽ là chúng ta sẽ phải cộng một điểm, thậm chí đáng nhẽ là phải cộng hai điểm cho cái tính năng này, vì nó rất là nhân văn. Nhưng thôi, vì nó có, chúng ta vẫn cộng một điểm cho Outlander về cái tính năng này. Vào nội thất, như tôi đã nói, cái này tôi chưa cộng điểm này, là chiếc xe Outlander này có thêm hai ghế ở phía sau cùng. Mặc dù nó sẽ không hữu dụng với người có chiều cao như tôi, nhưng ngay kể cả bản thân tôi cũng có thể ngồi 15-20 phút chống cháy được. Có nghĩa là đi quãng đường ngắn được. Còn với trẻ nhỏ hoặc là với bố mẹ có chiều cao không phải là quá cao thì có thể ngồi được. Chính vì thế đáng nhẽ là cũng phải cộng 2 điểm về cái khoản này. Nhưng thôi, vì chiếc xe này có cho nên chúng ta sẽ cộng 1 điểm về hàng ghế thứ 3 cho chiếc xe này. Về mặt động cơ thì chiếc Outlander này với chiếc CX-5 cùng trang bị động cơ 2.0 như nhau. Tuy nhiên, chiếc Outlander này có công suất cũng như là mô men xoắn thấp hơn so với chiếc CX-5. Chính vì thế, CX-5 sẽ được cộng 1 điểm là con số. Tất nhiên, về mặt trải nghiệm thì hai xe này tôi thấy về độ bốc không khác gì nhau là mấy. Nếu như không muốn nói là như nhau, vì cái con số nó chênh lệch quá nhỏ. Thực sự là con số chênh lệch rất rất nhỏ luôn. Chiếc xe Outlander thì được trang bị hộp số CVT, còn chiếc Mazda CX-5 thì được trang bị hộp số phân cấp, có thể là 6 cấp. Tất nhiên để tranh luận là hộp số nào tốt hơn hộp số nào, đi trong trường hợp nào thì thực sự rất khó. Thôi, cái đấy tôi xin phép để sang một cái video sau, phân tích sau, nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng nếu như các bạn đi hàng ngày, đi nhẹ nhàng, đi gọi là người dân, dân dụng đấy, thì hộp số CVT tôi thấy nó có một chút gì đó mượt mà hơn. Tất nhiên đây là cảm nhận rất cá nhân của tôi thôi. Nhưng bù lại khi mà đi ra đường trường,
cần tăng tốc thì cái hộp số phân cấp 6 cấp kia của CX-5 nó lại hay hơn. Rất khó, tuy nhiên nói thế cũng phải nói lại, cái xe này nó có cái lẫy chuyển số. Chính vì cái lẫy chuyển số này nó đã bù trừ cho cái hộp số CVT này tương đối nhiều, nó sẽ linh hoạt hơn nhiều. Chính vì thế cái này cũng hơi mang màu sắc cá nhân một chút. Tôi sẽ cộng một điểm cho chiếc Outlander này vì nó đem đến cái sự linh hoạt, không chỉ mượt mà nó còn linh hoạt hơn. Đó. Về vô lăng thì hai chiếc tôi đều cảm thấy như nhau. Nhưng mà tôi thì tôi thiên về cái hướng kiểu hơi nam tính hơn. Tất nhiên trang bị trợ lực điện là như nhau, nhưng mà cái chiếc xe Outlander này tôi cảm thấy nó, cá nhân tôi nhá, đây là cá nhân và sở thích và cái trải nghiệm của tôi, thì tôi thấy nó có vẻ như chính xác hơn và nó đem đến cái sự gọi là tin tưởng hơn, đó, nam tính hơn, chắc chắn hơn. Cho nên là xin phép cộng một điểm về cái vô lăng này. Tất nhiên cái này chỉ là cái khẩu vị của tôi thôi, chứ còn CX-5 cũng rất hay. Một điểm cho chiếc xe này với cái khẩu vị của tôi. Về hệ thống treo, khi mà chúng ta ngồi ở phía đằng trước, thực sự mà nói, nếu như là phiên bản CX-5 đời trước thì chắc chắn tôi sẽ trừ một điểm. Nhưng đời này, so với chiếc Outlander đời này thì phải nói hai chiếc xe đều có hệ thống treo ngon lành, ngon lành và cách âm ổn. Cái này thì thực sự là để mà nói máy móc, có một cái máy móc, có một cái thiết bị nào để đo ấy, sẽ rất khó. Và cái này chỉ là cái cảm nhận, cái trải nghiệm của người dùng thôi. Và cái trải nghiệm nó còn khó ở cái chỗ là nhiều khi mình đi xe này ở đoạn đường này, nhưng mình đi xe kia ở đoạn đường kia, cho nên nó cũng hơi khó. Nhưng ngày hôm nay tôi đi chung một đoạn đường thì tôi vẫn có cái cảm giác là cái xe Outlander này, cái treo của nó vẫn có một chút gì đó nịnh nọt hơn, và nó không bị tròng trành lắc ngang nhiều như chiếc CX-5. Mặc dù cái này nó là cái cảm nhận rất nhỏ thôi, rất nhỏ, gần như là rất là khó, chỉ là cái có thể nói là một cái gì đấy nó feeling đấy. Thì thôi, chính vì cái feeling đó cho nên là tôi vẫn xin phép được cộng một điểm về cái gầm và gầm bệ và treo của chiếc xe này Outlander. Vẫn có một chút gì đó làm tôi thấy nó ổn định và nó nịnh ngọt. Chiếc CX-5 kia thì nó sẽ hơi có một chút gì đó nó lăng lắc, trong trành một chút. Cái này thì chúng tôi cũng đã test rất nhiều rồi, nhiều cung đường rồi. CX-5 đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn chưa được so với Outlander. Đấy. Về điều hòa thì cái này cũng hơi khó, nhưng mà ngày hôm nay trời tương đối nóng, và không chỉ Outlander mà tất cả các dòng xe Nhật nói chung đều có điều hòa rất mát. Nhưng Outlander này, những cái dòng xe của Mitsubishi này, Outlander này, rồi xe bán tải Triton này, rồi chiếc Xpander này, không hiểu sao mà nó luôn làm tôi bị lạnh. Đây cũng là một cái rất là cá nhân thôi, nhưng mà điều hòa tôi xin phép phải cộng ngay một điểm cho hãng Mitsubishi, và thậm chí là chê ngay, phê bình ngay là tại sao nó lại làm lạnh sâu và làm lạnh nhiều đến như vậy. Nhiều người thì chịu lạnh tốt, như tôi không chịu lạnh tốt, thì luôn luôn là tôi bị ngồi trên xe của Mitsubishi cùng một mức độ nhiệt độ như nhau, cùng gió như nhau, nhưng mà tôi luôn bị lạnh hơn, không hiểu sao lại như vậy. Ngày xưa thì con này đáng chê lắm bởi vì không có cửa gió điều hòa phía sau, nhưng bây giờ đã ngon lành rồi, cửa gió chuẩn chỉ. Đấy, riêng về phần điều hòa là cộng một điểm cho Mitsubishi với cái cảm nhận của cá nhân tôi. Đấy. Trên chiếc CX-5 này thì về độ bốc, như tôi đã nói, không thua kém gì so với chiếc Outlander. Tuy nhiên cái tiếng gầm của động cơ nó gầm to hơn, và cái xe này nó hơi tạo ra một tiếng ù rất giống cái kiểu xe ù Innova đấy, nó hơi khó chịu một chút. Tất nhiên cái này cũng phải rất tinh tế để nghe, nhưng mà tôi cảm nhận được ngay cái tiếng ù ở trên chiếc xe CX-5 này, cho nên là phải cộng một điểm cho chiếc Outlander vì không có tiếng ù và động cơ êm hơn. Chiếc xe CX-5 mặc dù có chế độ Sport, nhưng mà với tôi thì cái chế độ Sport này nó gần như là không khả dụng cho lắm. Nó cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Lúc này thì cái tiếng ồn của động cơ nó rít hơi kỹ, và cái
vòng tua máy nó trả tua rất chậm luôn, các bạn nhìn xem. Đó, khi về Sport tôi lên đến 70 rồi mà tua máy vẫn 3.500 vòng. Đấy, bây giờ nó mới trả. Có nghĩa là cái độ linh hoạt của cái hệ thống điều khiển về hộp số nó, với tôi nó chậm hơn một chút, bởi vì đến cái tua máy đấy rồi là bạn có thể sang số được rồi. Thì cái này tất nhiên nó cũng là trải nghiệm của mỗi người thôi, nhưng với tôi ngày hôm nay chiếc xe này thì cái chế độ Sport nó không được thực sự là ưng ý cho lắm, cho nên là trừ của xe này một điểm, hay nói cách khác là cộng một điểm cho chiếc Outlander. Về mặt vận hành thì tự chung lại là tôi thấy cái Outlander nó có vẻ trơn tru và hài hòa hơn chiếc xe này về mặt tổng thể. Tất nhiên số điểm thì chúng ta đã cộng rồi. Đó. Một đằng sau của CX-5 thì nó sẽ, cái hàng ghế nó sẽ hơi đứng một chút, không đến độ quá tệ, vẫn có cái sự thoải mái nhẹ nhẹ, nhưng mà tôi thì tôi thích nó có thể ngả được thêm một chút. Đây thì nó chỉ đến đây là hết cỡ rồi. Đấy. Ngả thêm một chút nữa thì sẽ ổn hơn. Nhưng cái vấn đề đấy thì nó cũng không quá quan trọng bằng cái việc là khi mà ngồi sau mà đi vào cái đoạn cua, mà nếu mà đi đường đèo thì các bạn sẽ thấy nó vẫn có một chút gì đó, nó hơi chồng chành, những ai mà dễ say xe mà ngồi sau CX-5 ấy thì sẽ có cái cảm giác là nó dễ say xe hơn và nó mệt hơn là chiếc Outlander kia. Đây cũng có thể là do cái hệ thống do cái khoảng sáng gầm xe nó cao hơn, thì nó đã có lợi thế về mặt là vượt những đoạn đường khó, leo vỉa hè các thứ. Nhưng chính vì lý do đấy, cũng và chính vì lý do cái hệ thống treo các thứ của chiếc xe này, cho nên nó hơi có cảm giác làm tôi chòng chành một chút. Chính vì thế mà rất nhiều người đã tìm cách để xử lý cái nhược điểm này. Riêng cái nhược điểm này thì tôi nghĩ là phải cộng một điểm cho Outlander, hoặc là trừ một điểm cho CX-5 thì tùy thôi, cứ cộng một điểm cho Outlander đi. Vì ngồi đằng sau Outlander cái cảm giác ổn định nó tốt hơn hẳn so với CX-5. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm một cái bài so sánh nhanh về hai chiếc xe này, bao gồm xe này có gì, xe kia có gì, xe này không có gì, xe kia không có gì, và cái cảm nhận nhanh của chúng tôi về cả hai chiếc xe này. Tất nhiên những cái cảm nhận đó, những cái đo đạc đó nó hầu như là về mặt cảm quan. Tất nhiên có những cái thiết bị có thể đo được một số những cái chi tiết, nhưng hầu như tất cả là những cái trải nghiệm của chúng tôi về hai chiếc xe này và cho các bạn biết. Còn các bạn có nhận định gì về hai chiếc xe này thì hãy comment ở phía dưới để chúng ta sẽ cùng trao đổi và tranh luận thêm. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi, bấm vào nút chuông để theo dõi thường xuyên hơn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài so sánh tiếp theo. Bye bye.